Kazit kính trúc sư người Ba Lan, người tiên phong trong công việc trùng tu, khôi phục Mỹ Sơn, từng có một ý nguyện khiến không ít người xúc động. Khi tôi chết, hãy chôn tôi ở Mỹ Sơn. Thế mới thấy, sức cuốn hút khủng khiếp của vùng đất mang nhiều giá trị về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và dĩ nhiên đẹp đẽ lạ thường này. Bởi lẽ, nơi đây đã cất giữ bao nhiêu thú vị, bao nhiêu kỳ bí, đến mức khiến một người làm khoa học từ đất nước xa xôi, từ chối tất cả những lời mời đầy sức cám dỗ khác, dành cả quãng đời phía sau của mình để dấn thân và nghiên cứu. Đất thiên Mỹ Sơn quyến rũ người ta, trước tiên có lẽ vì hơi thở lịch sử đã và đang hiện hữu trên từng viên gạch, tượng đá. Không gian Mỹ Sơn là không gian văn hóa tín ngưỡng của Vương quốc Champa hùng mạnh, đã từng tồn tại và phát triển rực rỡ, trải qua không biết bao nhiêu biến động, đổi khác và còn lại đến hôm nay. Chậm chậm đặt những bước chân đầu tiên vào thánh địa Mỹ Sơn, dù có là người đã quen với cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp, chúng ta vẫn cảm nhận được từng nhịp thời gian nhẹ nhàng, lắng động, len lỏi qua xúc giác của mình. Đền tháp cổ kính, không gian linh thiêng này cho người ta cảm giác mọi thứ ngưng động, chậm rãi. Chính nơi này, văn hóa Champa như một nàng công chúa đẹp, từng ngủ sâu, từng bị bỏ quên, vùi lấp, vượt thời gian để bừng tỉnh và trỗi dậy. Không chỉ phô diễn kiến trúc độc đáo mà còn hội tụ tất cả những gì tinh hoa nhất của vương triều Champa cổ, bao gồm kiến trúc, tín ngưỡng, đời sống, con người. How do you feel when you come to the Mission Sanctuary? Oh, this is, oh my goodness, many mixed feelings. I've seen many temples, and so to come and understand the Vietnamese perspective. So, thank you so much, and hope you have a good journey in Vietnam. Oh my goodness, it's a blessing to be here. Very happy. Do ảnh hưởng bởi tư tưởng triết lý của Ấn Độ giáo, ngay từ khi lập quốc, những người đứng đầu của vương triều Champa đã lập tức cho xây dựng nơi thờ phụng, cúng tế các vị thần bảo hộ để cầu mong cho sự phồn thịnh của vương quốc mình. Thung lũng Mỹ Sơn được chọn lựa làm đất thiêng để xây dựng thánh địa nhờ các yếu tố hợp thành. Sông Thiên có thu bồn và dòng khe thẻ. Núi Thiên có răng mèo hay còn gọi là Đại Sơn, gần kinh đô Trà Kiệu, cảng thị Hội An. Hơn nữa, Mỹ Sơn là một thung lũng khép kín, có địa thế hiểm trở, có lợi cho sự an toàn của công trình. Nhờ sự hòa hợp các tôn giáo, nhờ niềm tin bất diệt của người Champa vào sức mạnh của tự nhiên, sông, núi, mà Mỹ Sơn mang vẻ đẹp hài hòa tổng thể, gắn kết giữa các yếu tố của đất trời. Một ngọn núi răng mèo kỳ vĩ, sừng sững để tựa lưng. Một dòng sông Thu chạy dọc gần kề. Mỹ Sơn là chốn sinh sôi, tồn tại của cỏ cây, sinh vật, vô cùng đa dạng và có giá trị cao. Con suối khe thẻ chảy quanh, mát lành cũng là điểm nhấn thú vị dành cho những ai tìm đến. Khu đền tháp Mỹ Sơn không chỉ là nơi có thể quyến rũ các nhà khoa học, khảo cổ học, chuyên gia lịch sử, mà còn là điểm đến của tất cả chúng ta, những ai yêu thích khám phá và tìm hiểu văn hóa. Nếu kiến trúc sư Ba Lan Kazik đã từng dành nửa cuộc đời ở đây, thậm chí ông còn hướng con trai của mình tiếp tục nghiên cứu về Mỹ Sơn, thì tại sao chúng ta lại không ít nhất một lần tìm đến, lắng nghe và cảm nhận về di sản vô giá ở trên quê hương đất nước của mình?